Ly cũng giống như là bà con Việt Nam trên toàn thế giới ở và ở quê hương. Hy vọng là mọi người nghe Nhã được, Nhã rất là xin lỗi bởi vì hôm nay á, là Nhã đi trực á, cho nên là có một vài ca là phải giải quyết, cho nên là nay không có được đúng giờ. Với lại là Nhã cũng thử cái giao diện mới, cái giao diện này là cho phép là tất cả các chữ này nó không có bị ngược thì nó dễ cho Nhã hơn, thì hy vọng là mọi người vẫn nghe rõ. Thì hôm nay á, là cái ngày live số 16 của Nhã, cập nhật COVID-19 số 16 của Nhã. Ngày hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2020. Thì trước khi mà mình vào cái chủ đề chính á, thì là mình sẽ thông qua cập nhật qua cái tình hình COVID-19 ở trên toàn thế giới, ở Hungary cũng giống như là ở quê nhà. Thì trên thế giới bây giờ á, là đã có 1.076.017 ca dương tính. 1 triệu, con số quá khủng khiếp không? Trong 1 triệu người thì đã có 58.004 ca tử vong. Như vậy thì cái tỷ lệ tử vong của thế giới hiện nay là bây giờ là 5.4% rồi. Ở Hungary thì hôm nay là đã có 623 ca dương tính, trong đó thì đã có 26 ca tử vong, tương đương với tỷ lệ tử vong là 4.2%. Còn ở Việt Nam thì đã có 237 ca dương tính được ghi nhận. Hiện tại thì mình vẫn chưa có một ca tử vong nào được ghi nhận ở Việt Nam, như vậy là mình quá may mắn. Thì ở Hungary trong 26 ca tử vong thì vẫn có một cái sự chênh lệch giữa nam và nữ. Trong 26 ca thì là có 16 ca là nam và 10 ca là nữ. Tương đối cái tuổi trung bình là 70 75 trở lên. Như vậy thì chúng ta thấy là những cái người lớn tuổi khi mà họ bị nhiễm COVID-19 thì rõ ràng là họ sẽ diễn tiến cái bệnh của họ diễn tiến nặng hơn là những người trẻ tuổi. Hôm trước thì Nhã cũng đã nói là cái chủ đề hôm nay á, là Nhã sẽ nói rất là kỹ và rất là sâu về tất cả các loại test COVID-19 đang được thông hành ở Hungary. Nhã nghĩ rằng thì những cái loại test này cũng được thông hành ở Việt Nam thôi và những đất nước khác trên thế giới. Thì khi mà mình test COVID-19, thực ra COVID-19, Nhã nhắc lại với lại mọi người là COVID-19 là tên của bệnh. Bệnh này là bệnh viêm đường hô hấp cấp. Cái tác nhân gây ra bệnh này là virus có tên gọi là SARS-CoV-2. Thì virus này được phát hiện lần đầu tiên ở Vũ Hán tháng 12 năm 2019 ở Vũ Hán, và sau đó là hiện nay là đã lan tới 181 quốc gia trên tổng 192 quốc gia trên thế giới rồi. Thì cái loại khi mà mình đi đến test cho cái bệnh COVID-19 thì mình test cái gì? Thì hiện nay á, là có tổng cộng là ba loại test chính. Nhã xin lỗi là cái này cả cái phòng trực cho nên là thái độ tùm lum. Thì nó có gồm có ba loại test chính, thì có test nhanh, test sâu và test kháng thể. Đây là ba cái loại test chính để mà mình test bệnh COVID-19. Thì test nhanh là gì? Test nhanh còn có tên gọi khác là test antibodies, là cũng là gọi là cái test kháng thể, nhưng mà nó test nhanh. Thì cái loại test nhanh này kết quả sẽ cho ra trong vòng 10 phút thôi. Test sâu là test virus, ARN của virus trong máu của mình, hoặc là trong cái dịch dịch họng của mình. Thì cái này á là phải dùng tới phương pháp real time PCR. Thì cái test này là cần đến 24 giờ thì nó mới cho ra kết quả. Còn cái test còn lại, test này thì chỉ được làm ở những cái bệnh viện lớn thôi. Nó cũng là một cái tên gọi là test kháng thể, nhưng mà test này thì thực sự là test dành cho những cái người mà đã phục hồi rồi á, thì là chỉ dành cho những cái bệnh viện lớn thôi. Thì hôm nay thì Nhã sẽ nói kỹ ở hai cái loại test trên là test nhanh và test sâu. Test nhanh thì là cũng giống như Nhã nói là test antibody, thì họ sẽ làm như thế nào. Thì cái test nhanh này á, ở đây Nhã có vẽ một cái biểu tượng đây, Nhã vẽ cái này đây. Thì mọi người thấy là ở đây nó có hai cái panel, hai cái panel đó, là hai cái strip nhựa. Thì cái test nhanh này nó giống như là test
thử tiểu đường vậy á. Thì khi mà mình tới cái nơi mà mình cần phải test thì là bác sĩ sẽ châm một tí xíu, dùng cái mũi kim châm tí xíu vào trong cái ngón tay của mình, và sau đó thì bác sĩ sẽ lấy một giọt máu của mình, 1 đến 2 giọt máu của mình vào đây. Đây là cái nơi để mà cho máu vào. Thì nó có hai loại test, hai loại kit. Cái loại ở đây á, cái loại này là loại được sản xuất ở Thái Lan, thì nó chỉ có hai vạch thôi. Cái C, chữ C là tượng trưng cho chữ control, là lúc nào thì nó cũng phải có, khi mà mình nhỏ máu ở đây á, thì cái lằn này lúc nào nó cũng phải hiện lên. Cái chữ T này á, thì cái kit này của Thái Lan á, chữ T á, là tượng trưng cho test. Khi mà nó có lằn hiện lên á, thì chứng tỏ là cái người, cái cá nhân được test á, là dương tính, nếu như mà có cái lằn hiện lên này. Còn có một loại kit khác thì nó đi sâu hơn, nó cũng có một cái lằn C, lằn control, nhưng mà bên cạnh đó thì thay vì chỉ có một lằn T là lằn test thôi, thì nó test ra hai loại kháng thể là kháng thể G và kháng thể M trong máu của mình. Thì cái loại test nhanh này á, nó đưa ra một cái kết quả trong vòng 10 phút. Thì cái loại này nó có lợi là kết quả rất là nhanh. Và theo cái nhìn của dịch tễ, tức có nghĩa là cái nhìn tầm soát, thì cái test nhanh này nó phải nói là nó rất lợi và nó rất kinh tế, bởi vì nó rẻ. Ở Hungary hiện nay thì mỗi một cái test kit, Nhã thực sự Nhã không biết là ở chỗ tư nhân test là bao nhiêu, nhưng mà mỗi một cái test kit là có giá từ 3.000 tới 3.500, có khi lên tới 4.000 tùy theo cái nhà sản xuất. 3.000 tới 3.500 forint, hoặc là 4.000 forint tùy theo cái nhà sản xuất là ở đâu. Thì cái bất lợi của cái test này á, mặc dù là nó rất là nhanh và theo cái nhìn của tầm soát thì quá có lợi đi, mình có thể test diện rộng. Và hiện nay thì ở Việt Nam cũng đã bắt đầu áp dụng cái loại test nhanh này rồi, test diện rộng. Bởi vì sao? Một chút hồi nữa thì Nhã sẽ nói thêm về tình hình ở quê nhà của mình, phân tích thêm. Thực ra Nhã không có làm ở quê nhà, nhưng mà Nhã cũng có thể là phân tích thêm vì sao mà chúng ta cảm thấy là chúng ta đang ở một cái giai đoạn cũng hơi là nguy hiểm. Cái bất lợi của cái test này á, thì thực ra cái độ nhạy của test này rất là thấp. Cái điển hình là gì? Cái livestream sau, thứ tư tuần sau, khi mà Nhã gặp lại mọi người á, thì Nhã sẽ nói rất là kỹ về cái hệ miễn dịch trong cơ thể của mình, để mọi người có thể hiểu thêm là thế nào là hệ miễn dịch acquire, thế nào là hệ miễn dịch innate, là khi mà mình sinh ra là mình có cái hệ miễn dịch đó, và khi mà trong cái quá trình mình lớn lên thì mình có một cái hệ miễn dịch khác. Thì cái bất lợi của cái test nhanh á, là khi mà mình bị nhiễm cái con virus đó thì nó phải mất từ 2 tới 5 ngày thì cơ thể mình mới bắt đầu sản sinh kháng thể. Mất từ 2 tới 5 ngày cơ thể mình mới bắt đầu sản sinh kháng thể. Thì cái kháng thể này là để làm gì? Cái kháng thể này nó bao bọc lấy con virus đó, hoặc là nó bao bọc tế bào bị nhiễm virus để mà xử lý. Thì từ 2 tới 5 ngày mình mới sản sinh. Thì khi mà mình bắt đầu mình sản sinh cái kháng thể thì chưa chắc là trong cái máu của mình nồng độ kháng thể cao, đủ cao để mà cái test này nó đem lại cái kết quả dương tính. Vì vậy cho nên là do cái độ nhạy của nó không có được cao, thì cái test nhanh này có thể là sẽ làm lọt lưới rất là nhiều người thực sự là có bệnh nhưng mà chưa đủ kháng thể để cho ra kết quả dương tính. Đây là một cái bất lợi lớn của cái test nhanh. Ngoài ra thì cái test nhanh này á, nhiều khi á, là tùy theo cái kit test nữa, không phải cái kit nào nó cũng tốt. Khi mà cái kit mà nó không tốt á, thì nó cũng dễ đem lại cái kết quả âm tính, nhưng mà cái người test thực ra là họ có bệnh. Thì đây là cái bất lợi của cái test nhanh. Như vậy thì khi mà mình nói về cái test nhanh, là bây giờ là quý vị đã hiểu là mình thử cái gì rồi. Cái test nhanh này á, nó thử xem là cái người đó có bị nhiễm bệnh hay không. Và Nhã nhắc lại là từ 2 tới 5 ngày sau khi mình nhiễm bệnh. Là không, mình không nói về cái vấn đề là có triệu chứng hay không có triệu chứng nha.
Từ 2 đến 5 ngày sau khi mà virus xâm nhập vào cơ thể của mình thì mình mới bắt đầu mình sản sinh cái lượng kháng thể, mà cũng chưa chắc là cái lượng kháng thể mình đủ cao để cho cái test nó đem lại cái kết quả dương tính. Khi mà Nhã livestream lần sau á, lần thứ tư tuần sau thì Nhã sẽ nói là mất bao nhiêu ngày thì mình mới có thể có cái đủ lượng kháng thể G và kháng thể M. Tại vì kháng thể M lúc nào cũng là cái kháng thể mà nó sẽ peak rất là cao, peak đầu tiên, và sau đó thì cái kháng thể G là cái kháng thể mình sản sinh sau. Thì thứ tư tuần sau Nhã sẽ nói kỹ hơn về cái vấn đề này. Còn cái test sâu mà Nhã nói đó là vì sao người ta gọi cái này là cái test sâu, bởi vì là cái test này là để test xem là trong cái dịch họng của mình hoặc là trong máu của mình có ARN của virus hay không. Thì nếu như mà quý vị theo dõi những cái livestream trước của Nhã thì quý vị biết là con virus gây bệnh COVID-19 này nó là một virus beta, và nó có cái chất liệu di truyền của nó là ARN. Thì cái test sau này sẽ giúp cho mình biết được là ở trong cái dịch họng hoặc là trong máu của mình có cái chất liệu di truyền của virus hay không. Thì cái test này nó có lợi là nó nhạy hơn cái test nhanh, nó chính xác hơn cái test nhanh, nhưng mà cái bất lợi lớn nhất của nó là nó làm mất thời gian nhiều hơn. Thực ra thì là từ 24 cho tới 48 tiếng thì mới có đưa ra một cái kết quả. Tuy nhiên là cái độ độ nhạy thì nó cao hơn cái test nhanh, nhưng mà cái độ nhạy hiện tại của nó vẫn vẫn nằm ở trung bình là 60 tới 70% thôi. Điều này chứng tỏ là 30% còn lại là nó có thể để lọt lưới một số cá nhân bị nhiễm nhưng mà không có cho ra kết quả dương tính. Như vậy thì cái bất lợi, vì sao mà nó có cái bất lợi này, thì để mà lấy cái dịch á, thì nói chung là quý vị phải hiểu là khi mà mình làm việc với lại ARN thì ADN á, ở cái nhiệt độ phòng á, là nó có cái sức bền, nó bền hơn là ARN. Mà con virus này cái chất liệu di truyền của nó là ARN, cho nên khi mà mình lấy dịch trong quá trình vận chuyển chẳng hạn thì mình rất là dễ làm vỡ, làm phá vỡ cái cấu trúc này, thì mình sẽ bị mất cái cấu trúc này. Hoặc là cái người lấy dịch, cái người kỹ thuật viên lấy dịch, người ta lấy không hết dịch, hoặc là người ta lấy không đúng chỗ, hoặc là người ta có một số người ta mới chẳng hạn, người ta chưa có đủ kinh nghiệm để lấy dịch, thì cái đó cũng cũng là một tác nhân gây nên cái độ độ nhạy chỉ tới 80 60 đến 70%. Ngoài ra thì còn có một thì, ví dụ như là cái mẫu thử đã đến phòng lab nhưng mà nhân viên làm, nhân viên giải quyết, nhân viên xử lý cái mẫu thử đó thiếu kinh nghiệm chẳng hạn, hoặc là cái test kit, cái kit nó cái primer nó không có được nhạy, hoặc là cái nhà sản xuất thứ tư tuần sau á, thì là khi mà Nhã nói về cái hệ miễn nhiễm á, thì Nhã sẽ nói sâu hơn về cái test sau này. Nhã cũng thông báo trước với lại quý vị á, là thứ tư tuần sau thì cái gọi là cái nội dung livestream thì nó hơi nặng nề về mặt khoa học một tí, cho nên là nếu như mà bà con nào mà cảm thấy chán á, thì cũng không xem cũng không sao, nhưng mà cái này là Nhã xin lỗi trước, bởi vì khi mà mình nói về cái test, tất cả các loại test dành cho COVID-19 thì mình phải có một tí xíu gọi là cái background về khoa học thì mình mới hiểu được cái test này nó như thế nào. Thì như vậy thì một người mà dương tính với lại COVID-19 thì ở Hungary sẽ xử lý như thế nào? Thì khi mà một người dương tính chắc chắn là quý vị không không được ở nhà, không có cách ly tại gia đâu. Quý vị sẽ vào trong một cái chỗ cách ly giống như là cái chỗ Nhã đang làm việc. Hiện nay thì Nhã đang làm việc ở một 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 chỗ cách ly. Thì như vậy thì quý vị vào đó quý vị sẽ được điều trị. Đương nhiên là quý vị sẽ được điều trị. Sau đó thì cái vấn đề Nhã cũng nhận được một cái câu hỏi từ một cô ở Budapest là khi nào thì bác sĩ mới cho test lại. Thì khi mà Nhã Nhã thấy là có tiếng chuông rồi đó, tức có nghĩa là có người kêu Nhã rồi đó. Như vậy thì mình tạm mình kết thúc cái livestream ở đây, thì Nhã sẽ quay lại, Nhã quay lại nha. Thì quý vị cố gắng là
mình cố gắng mình kiên nhẫn với lại bác sĩ tí xíu, tại vì thực ra là Nhã đang trong giờ trực có mà Nhã cố gắng Nhã livestream cho mọi người. Thì bây giờ là Nhã sẽ quay lại trong vòng cỡ khoảng 10-15 phút nữa. Quý vị thông cảm. Xin chào bà con. Nhã rất là xin lỗi bởi vì Nhã đã hứa với lại bà con là thứ tư với thứ sáu hàng tuần thì là Nhã sẽ cố gắng livestream. Nhưng mà hôm nay thì Nhã đi trực cho nên là nhiều khi nếu mà bệnh nhân tới thì Nhã xin phép bà con là đừng có phiền, Nhã phải chạy đi. Hồi nãy nói chung là cái phần trước thì là Nhã đã nói về các loại test của COVID-19, thì có test nhanh và test sâu á. Thì là cái test sâu của mình đó là cái test chính xác nhất, và để trả lời cái câu hỏi hồi nãy mà Nhã nhận được ở một cô ở Budapest đó, là hỏi là khi nào thì bác sĩ sẽ quyết định là cho bệnh nhân test lần nữa. Thì khi mà bệnh nhân nhập viện thường là sẽ sốt rất là cao và khó thở cũng giống như là ho nhiều, khi mà thì việc đầu tiên bác sĩ sẽ làm là sẽ chữa cái triệu chứng viêm phổi trước, bởi vì khi mà đã có ho và có cái ho khan và khó thở thì là chụp cái hình hình chụp phổi nên là đã có viêm phổi thì mình phải chữa cái triệu chứng đó trước. Thì bác sĩ sẽ đánh kháng sinh, thường là kháng sinh sẽ đánh từ 3 đến 5 ngày. Sau đó thì là mỗi ngày sẽ có điều dưỡng, họ lấy lại cái thân nhiệt, họ lấy thân nhiệt, họ đo thân nhiệt, còn bác sĩ sẽ xem là cái phổi có trong chưa. Khi mà tiếng phổi mà nó trong rồi á, thì tùy theo cái blood test là cái xét nghiệm máu thì bác sĩ sẽ quyết định là cho xét nghiệm lại COVID-19. Và cái xét nghiệm đó thì thường thường là ở trong bệnh viện là người ta sẽ làm xét nghiệm là xét nghiệm sâu là PCR. Thì xét nghiệm phải hai lần âm tính cách nhau 48 tiếng thì họ mới gọi cái trường hợp đó là trường hợp phục hồi, thì họ mới cho về nhà. Còn nếu như mà xét nghiệm vẫn dương tính thì họ vẫn giữ lại. Bây giờ thì Nhã sẽ tranh thủ để trả lời câu hỏi của quý vị. Có rất là nhiều câu hỏi thì mình cố gắng và mình tranh thủ là mình trả lời hết, nhưng mà chắc có lẽ là sẽ không trả lời hết được đâu, thì để livestream sau mình trả lời tiếp nữa. Thì câu hỏi đầu tiên là đây là câu hỏi từ một cô đang hiện đang ở Budapest. Thì cô có hỏi, cô có nhắn tin cho trang Sức Khỏe Cộng Đồng Việt Nam và hỏi về cái vấn đề là triệu chứng ớn lạnh, đau khớp và tay chân lạnh ở cái cơ thể là phụ nữ lớn tuổi hơn 50 tuổi thì sẽ như thế nào. Thì ở đây là Nhã có cái lời khuyên cho những phụ nữ lớn hơn 50 tuổi. Thì thường là những phụ nữ lớn hơn 50 tuổi nếu như mà còn kinh nguyệt thì điều này cũng là tốt, nhưng mà nếu như mà tiền mãn kinh hoặc đã mãn kinh rồi thì chúng ta phải lưu ý tới cái hormone của chúng ta, bởi vì phụ nữ sau khi mãn kinh thì cái nội tiết tố của chúng ta là của cái người đó là sẽ bị giảm, do đó là sẽ gây ra rất là nhiều cái biến chứng khác, ví dụ như là cái biến chứng điển hình là loãng xương, và làm cái hormone, cái tiết tố, nội tiết tố nó bất ổn định thì nó sẽ làm cho mình nóng lạnh bất thường. Thì Nhã cũng đã khuyên bệnh nhân là sau cái thời gian mà đại dịch xong rồi á, thì nên liên hệ với lại một phòng khám tư hoặc là đi vào trong bệnh viện để được khám nội tiết tổng quát để xem là cái nồng độ hormone nữ của cái người bệnh nhân đó là có bất ổn định hay không, hoặc là có những cái bệnh nền gì hay không. Đó là cái câu trả lời của Nhã. Câu hỏi thứ hai thì là Nhã nhận được câu hỏi này từ một bạn này ở Úc. Thì bạn có hỏi Nhã là khi đi chợ thấy một người cầm một cái vật phẩm lên, cầm lên xem xăm soi và sau đó bỏ xuống, không có mua cái vật phẩm đó, nếu như cái trường hợp mà cái một cái vật phẩm mà được cầm tới cầm lui bởi rất là nhiều người thì như vậy thì có nguy cơ là gây nhiễm virus hay không. Thì Nhã cũng sẽ trả lời cái câu hỏi này là bất cứ cái bề mặt nào cũng là nơi trú ngụ của virus gây ra bệnh COVID-19. Thì tùy theo cái bề mặt thì cái virus này nó có thể tồn tại từ cỡ khoảng là 2-3 giờ cho tới 72 giờ, tức có nghĩa là 3 ngày sau khi bám vào cái bề mặt đó.
Thì để trả lời cho câu hỏi này thì Nhã cũng đã nói cũng 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 đã nhắn tin lại với lại bạn đó, và Nhã có nêu một cái chú ý là nếu như cái người đó mà họ đã nhiễm COVID rồi và họ không có đeo khẩu trang và họ cầm cái vật phẩm đó lên họ xăm soi, và cái khoảng cách họ nhìn cái vật phẩm đó, cái khoảng cách không an toàn khi mà họ thở ra hoặc là họ hắt hơi hoặc là họ chỉ hơi ho tí thôi, thì những cái con virus ở trong cái phổi của người đó có hoàn toàn có thể bám vào cái vật phẩm mà họ đang xăm soi, hoặc cái vật phẩm đó không chỉ xăm soi bởi một người mà còn hai ba người nữa. Thì như vậy cái điều mà chúng ta có thể rút ra được là gì, là khi chúng ta đi chợ, thứ nhất là chúng ta thực ra thì Nhã khuyên cái này thì cũng hơi hơi nhiều khi cũng quá lố, nhưng mà phòng bệnh hơn chữa bệnh, thì khi chúng ta đi chợ chúng ta nên mang găng tay nếu như chúng ta phải lựa những cái vật phẩm như là trái cây hay là bất cứ điều gì đó, bất cứ vật phẩm nào đó thì chúng ta nên mang găng tay. Thì như vậy thì sẽ bảo vệ cho chúng ta. Khi chúng ta đi chợ xong, khi chúng ta đem cái vật phẩm đó về thì việc đầu tiên trước khi mà bỏ vào trong tủ lạnh á, thì tự tự vì là cái thói quen của mình nó là mình khi nào mình dùng tới thì mình mới rửa thôi. Nhưng mà vì là cái đại dịch cho nên là chúng ta thà chúng ta làm dư làm quá còn hơn là để chúng ta bị nhiễm bệnh. Thì cái lời khuyên Nhã dành cho tất cả mọi người là khi chúng ta đi chợ xong chúng ta về thì chúng ta khoan hãy bỏ đồ ăn vào trong tủ lạnh hoặc là bỏ những cái vật phẩm lên trên kệ, mà chúng ta hãy thực hiện khử trùng sơ qua cái vật phẩm đó. Ví dụ như trái cây hoặc là hoa quả thì chúng ta rửa bằng nước ấm, nước muối, nước ấm và nước muối cũng được, không sao hết, không cần phải rửa bằng cồn đâu. Rửa bằng cồn thì sao ăn được. Và chúng ta có thể rửa bằng nước ấm, nước muối ấm á. Còn những cái vật phẩm còn lại thì chúng ta có thể xịt sơ qua cồn và để cho nó cái bao bì nó khô tự nhiên. Thì sau đó thì cái đó là những cái bước rất là cơ bản để chúng ta bảo vệ chúng ta thôi. Câu hỏi tiếp theo là hệ miễn dịch. Thưa chị, cái này là một em này ở Việt Nam. Rất là thân với Nhã. Thì em có nói là chị ơi chị có thể livestream một số để nói qua về cái hệ miễn dịch và vì sao mà hệ miễn dịch lại phản bội cơ thể chúng ta, có nhiều khi là hệ miễn dịch nó làm quá, và COVID-19 là một trong những trường hợp mà hệ miễn dịch của chúng ta phản ứng quá lố với lại cái xâm lăng của virus. Thì cảm ơn cái câu hỏi của em, thì chắc chắn là chị sẽ làm một cái livestream nói rất là sâu về cái vấn đề này. Thì thứ tư tuần sau khi mà Nhã livestream, Nhã sẽ nói về hệ miễn dịch trong cơ thể của người, thì Nhã sẽ nói sơ qua, Nhã sẽ trả lời cái câu hỏi này cho em. Câu hỏi tiếp theo là chỉ có ho, bác sĩ ơi chỉ có ho thì có nên lo lắng không? Câu hỏi này Nhã nhận được từ Ba Lan, từ Séc, Áo, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển. Nói chung là rất là nhiều nơi. Bác sĩ ơi chỉ có ho thì có nên lo lắng không? Để trả lời cái câu hỏi này thì Nhã cũng đề nghị là các bạn, các quý vị mà gửi những cái câu hỏi này cho Nhã thì là thứ nhất là quý vị nên xem lại cái livestream, hình như là Nhã nhớ không lầm là livestream số 3 thì là Nhã có nói về cái triệu chứng ho, số 3, số 4 gì đó thì Nhã nói có nói rất là kỹ về cái triệu chứng ho ở COVID-19. Tuy nhiên để mà nói sơ qua thì là ho nó có rất là nhiều nguyên nhân gây ra ho, có thể là mình bị dị ứng. Mùa xuân thì tới rồi cho nên là nhiều khi là có nhiều người ta bị dị ứng với lại phấn hoa thì người ta cũng dễ bị ho, có thể là người ta bị cảm lạnh chẳng hạn, cảm lạnh thì mình cũng ho, rồi có thể là bị viêm phế quản. Tuy nhiên là Nhã cũng xin lưu ý các quý vị là khi mà quý vị ho chỉ có cái triệu chứng ho không á thì quý vị nên xem lại là mình xem lại cái quá trình di chuyển của mình với quá trình tiếp xúc của mình xem là mình có tiếp xúc với ai mà có cái triệu chứng đó hay không. Thứ hai nữa là trong cái địa phương mình đang sống, mình đang sinh sống thì đã có bao nhiêu trường hợp rồi, và cái cách kiểm soát dịch ở cái cơ sở y tế tại địa phương nó có tốt hay không. Nếu như mà cái cách kiểm soát dịch mà nó không tốt, tức có nghĩa là ở giai đoạn 2 là không biết ai không không ai biết ai là có nhiễm hay không á, hoặc là mình đang ở trong một cái tâm dịch á, thì chỉ có triệu chứng ho thì mình cũng nên lo.
Cái điều đó là cái điều mà nhà khuyên. Còn mà những người mà không, thứ nhất là không ở tâm dịch, thứ hai là cái quá trình di chuyển và tiếp xúc của họ không có tiếp xúc với bất cứ ai có nghi phơi nhiễm, thứ ba nữa là họ sống xa cái vùng bị ảnh hưởng với Covid-19, thứ tư nữa là cái kiểm soát y tế ở cái địa phương mà họ đang sống rất là tốt, kiểm soát dịch rất là tốt, thông tin đến với tất cả mọi người rất là tốt, thì họ không nên lo mà họ nên nghĩ nhiều về cái dị ứng cảm lạnh cũng giống như là viêm phế quản. Thì cái này là nhà nói là theo tùy cái trường hợp đó. Câu hỏi tiếp theo là xông thuốc có lợi không? Bác sĩ ơi, em câu hỏi này thì Nhã nhận được rất là nhiều kiều bào ở bên Mỹ gửi cho Nhã cái câu hỏi là xông xông thuốc lá cây ấy, là có lợi không? Mình biết là khi ho cần phải xông, khi sốt cần phải xông. Như vậy thì cái vấn đề là thủ thuật xông từ nước ở từ Việt Nam thì đối với Covid-19 có lợi hay không? Thì để trả lời câu hỏi này, Nhã cũng đọc thêm về một số cái loại mà lá thuốc. Thì ở đây xông lá thuốc, cái thủ thuật xông của người châu Á rất là có lợi, thật sự rất là có lợi cho đường hô hấp. Tuy nhiên khi nào thì nó có lợi? Ví dụ như khi chúng ta ho nhiều, tức có nghĩa là chúng ta chưa có sốt, chúng ta trước khi sốt chúng ta ho nhiều chúng ta xông, thì đây là một cái việc làm rất là có lợi cho đường hô hấp của chúng ta. Khi chúng ta đang sốt, làm thế nào để chúng ta biết chúng ta sốt mà không cần đo cái nhiệt độ cơ thể? Dễ lắm, chúng ta mệt mỏi và chúng ta cảm thấy cái cơ thể của mình nó bị rêm lên đó, như là ai ai đụng tới chỗ nào cũng đau, thì là chúng ta đang đang phản ứng lại với một cái vật thể lạ trong cơ thể của chúng ta, là chúng ta đang bị sốt. Thì khi chúng ta đang sốt hoặc là sốt cao chúng ta xông thì cũng rất là có lợi cho sức khỏe, có lợi cho cái đường hô hấp. Xông thì chúng ta vã, chúng ta xuất hạn mồ hôi ra. Nhưng mà ở những cái trường hợp nào thì xông lá thuốc lại không tốt? Cái trường hợp mà sốt đã vã mồ hôi rồi thì không nên xông. Tức có nghĩa là chúng ta đã bị sốt rồi, hoặc là đang sốt nhưng chúng ta lại xuất hạn mồ hôi rồi, người vã hết cả mồ hôi ra, thì chúng ta không nên xông. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái lúc đó thường là khi mà chúng ta dùng tới khí, hoặc là thường là chúng ta dùng tới nước và khí để mà chúng ta điều hòa lại cái hệ hô hấp của chúng ta, thì là chúng ta chỉ dùng để cho nó giảm cái nhiệt nó xuống. Cái này thì nó hơi đi sâu vào đông y, nhưng mà nói chung là cái cách mình làm là như vậy. Khi mà chúng ta vã cái mồ hôi rồi, tức có nghĩa là cơ thể của chúng ta đã cố gắng kìm hãm cái nhiệt độ đang lên, là cái sốt của chúng ta đó, thì chúng ta không nên xông. Xông trong cái thời điểm này là rất là có hại cho cơ thể. Hoặc là cơ thể mà cái tạng bị phong thấp, tức nghĩa là hay bị chảy mồ hôi tay mồ hôi chân, thì cũng không nên xông. Còn nữa là khi mà cơ thể của chúng ta đang đang có vấn đề về tiểu, đi tiểu hoặc là nhiễm trùng tiểu, thì chúng ta không nên xông. Như vậy thì khi mà chúng ta bị cảm lạnh, chúng ta bị sốt, bị ho nhiều thì xông lá thuốc rất là có lợi. Nhưng mà khi chúng ta sốt đã vã mồ hôi ra thì cũng không nên xông. Cái này thì quý vị nên lưu ý nha. Và xông lá thuốc chỉ là để giảm triệu chứng thôi, nó chữa, nó cố gắng nó giúp cho mình giảm cái triệu chứng, chứ không phải là một phương thức để trị Covid-19. Cho nên nếu như mà quý vị nào nghĩ là mình có thể xông tại nhà để tự điều trị á, thì cái đó là một cái ý nghĩ hơi sai lầm. Cái này chỉ là giảm và làm cho cái hệ miễn dịch của mình, nó cố gắng nó giúp cái hệ miễn dịch của mình, nhưng mà không phải là phương thức để chữa trị Covid-19 đâu. Quý vị nên lưu ý cái vấn đề này ha. Như vậy thì là Nhã cũng đã xong cái phần thứ hai của buổi livestream ngày hôm nay. Nhã rất 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 là xin lỗi mọi người đã phải cắt ngang cái livestream. Như vậy thì hiện nay á, là có một cái điều lưu ý mà Nhã cần lưu ý với lại bà con ở Hung, là con số. Khi mà chúng ta nói về cái con số dương tính và con số tử vong á, vì sao mọi người sợ? Bởi vì có 1 triệu người dương tính trên thế giới rồi. Nước láng giềng của mình, nước Áo, đã hơn cả ngàn người rồi đã dương tính.
Bản thân cho chúng ta thì mới có 623 ca dương tính mà thôi. Cái con số thì nó cũng nói lên, nó phản ánh cái thực tế dịch bệnh ở một địa phương. Tuy nhiên là chúng ta nên chú ý nhiều hơn tới cái gọi là cấp số nhân, tức có nghĩa là trong vòng bao nhiêu thời gian để cái con số dương tính đó nó gấp đôi. Thì chúng ta nên suy nghĩ lại là khi mà chúng ta phát hiện, ở hôm chúng ta phát hiện 3 ca đầu tiên á, là 3 ca là sinh viên người Iran á, 3 ca đầu tiên là cỡ khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3. Thì cho tới hôm nay là đầu tháng 4, chúng ta có 623 ca. Như vậy trong vòng 30 ngày chúng ta đã tăng 600, chúng ta tăng lên 600 chia cho 3 là tới 200 lần. 200 lần chúng ta tăng cái số dương tính lên. Ngày hôm qua, sáng ngày hôm qua thì chúng ta mới có 523 ca thôi. Hôm nay chúng ta đã có 623 ca. Như vậy là trong vòng 24 giờ chúng ta tăng thêm 100 ca nữa. Vậy thì điều này có nên lo lắng hay không? Thứ nhất là Nhã rất là tin tưởng vào cái y tế của Hungary, bởi vì Nhã làm trong ngành y tế, Nhã biết là cái y tế của Hungary rất là tốt, kiểm soát dịch của họ cũng rất là tốt. Mình có nên lo lắng khi mà cái con số nó tăng lên quá nhanh như vậy hay không? Thực ra cái con số khi mà nó tăng nhanh có thể giải thích được là bởi vì sao? Bởi vì bây giờ cái test, người ta test diện rộng hơn, cho nên là chắc chắn thì cũng giống như là mình đã biết là Hungary nằm trong giai đoạn 2, đó là tình hình chung của châu Âu, cái giai đoạn mà không ai biết ai là đã nhiễm hay chưa. Cho nên là trong cộng đồng, ở trong Hungary, cả nước Hungary đều đã có những cái ca nhiễm, và những cái ca nhiễm chưa có triệu chứng, chưa được test đi đây đi đó và nhiễm cũng đã rất là nhiều người. Cho nên là từ từ đây cho tới khi mà mình đụng tới cái đỉnh dịch á, có khoảng tháng 6 á, thì rõ ràng là cái con số nó sẽ tăng, và đây là cái con số mà không ai ngạc nhiên hết, bởi vì bây giờ là có rất là nhiều người người ta được test, và cái test này nó bắt đầu nó đi diện rộng hơn thì chắc chắn con số sẽ tăng. Cho nên là nếu như mà bà con nào hoang mang về cái con số mà bị tăng á, thì Nhã nhắc lại là mình phải hiểu vì sao nó tăng nhanh. Thứ nhất là test diện rộng được áp dụng ở Hungary, đang được bắt đầu áp dụng ở Hungary, cho nên là vài ngày tới quý vị sẽ thấy là cái con số nó tăng một cách nhanh chóng. Thứ hai nữa là mình đang ở giai đoạn 2, tức có nghĩa là đã lây nhiễm cộng đồng. Như vậy thì trong cái môi trường mình đang sống, chắc chắn là có những người có nguyên cái bản COVID-19 đi tới đi lui mà không ai biết hết, là tại vì chưa có triệu chứng. Như vậy thì chúng ta cũng đừng nên hoang mang, chúng ta chờ đợi cái điều này. Nhưng mà rõ ràng là khi mà đã lây nhiễm cộng đồng rồi thì những bạn trẻ, thì Nhã chỉ gửi cái lời nhắn đến những bạn trẻ, các bạn còn trẻ, hệ miễn dịch các bạn còn rất là mạnh, cho nên thứ nhất là khi mà các bạn nhiễm á, nhiều khi các bạn cũng không biết là các bạn bị nhiễm đâu, nhưng mà khi mà các bạn thăm ông bà của mình á, hoặc là ba mẹ mình hơi lớn tuổi một tí á, thì các bạn nên chú ý. Bản thân Nhã thì Nhã cũng đã có những đồng nghiệp là họ phải dọn ra khỏi nhà họ để họ tránh tiếp xúc với lại người thân lớn tuổi của họ. Thì các bạn trẻ nên lưu ý là các bạn có thể là những người mang mầm bệnh, và các bạn cũng có thể là những người sẽ lây bệnh cho những người thân lớn tuổi của mình, hoặc những người lớn tuổi khác mà mình tiếp xúc. Như vậy thì nên giữ khoảng cách, nên tuân theo cái giới nghiêm. Một cái điều đáng buồn là bây giờ là Budapest là quá quá nhiều người trên đường đi đường, nhà không hiểu tại sao mà mọi người không có chịu tuân thủ cái giới nghiêm. Nhưng mà mỗi một cá nhân mình nên tuân thủ giới nghiêm, và mình nên giữ khoảng cách với lại người lớn tuổi, bởi vì cái cách đó là cái cách duy nhất để mình có thể bảo vệ họ mà thôi. Như vậy thì Nhã xin kết thúc cái buổi livestream số 16 tại đây. Xin chúc sức khỏe đến với toàn thể bà con Việt Nam ở Hungary nói riêng và trên thế giới nói chung. Chúng ta cùng nhau cố gắng là sẽ vượt qua cái đại dịch này. Xin chào mọi người.